Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Cỏ Mùa Xuân. Trái bình bát là loại quả gắn liền với tuổi thơ của bao người, nhưng đến bây giờ đã bị thất truyền, muốn tìm mua ở các thành phố khó như tìm vàng. Nó một loại trái cây vùng nhiệt đới, ở một số nơi còn gọi là trái na xiêm, thường được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như làm mứt hay làm đồ uống trái cây tươi, và vị của nó rất là đậm đà thơm ngon. Tuy nhiên, nhiều người còn chưa biết đến công dụng thực sự của nó. Vậy nên, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của trái bình bát đối với sức khỏe con người mà ít ai biết đến nhé. Trái bình bát non có màu xanh lục và giống như táo mãng cầu có vỏ mịn. Khi trái chín chuyển màu vàng và có mùi thơm rất dễ chịu. Phần bên trong nó giống như trái mãng cầu, có nhiều hạt bám dính vào phần cùi. Đối với loại trái cây này thì bạn chỉ cần bỏ phần hạt và vỏ khi ăn. Giống như phần thân cây thì trái bình bát cũng có rất nhiều dưỡng chất và vitamin và có công dụng đối với sức khỏe. Nó có thể điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau một cách hiệu quả. Công dụng thứ nhất, điều trị các vấn đề phụ khoa ở phụ nữ. Theo một số nghiên cứu đã chứng minh rằng các hoạt chất trong trái bình bát chính có tính ức chế các loại vi khuẩn cư trú và gây viêm nhiễm cho chị em. Điều này giúp ngăn ngừa được các loại bệnh phụ khoa, huyết trắng cho phụ nữ. Công dụng thứ hai, trái bình bát có công dụng làm đẹp. Trong bình bát chứa nhiều vitamin A, vitamin C, B6, magie, potassium có tác dụng chống lão hóa, cho tóc, da đẹp hơn, giúp tăng thị lực, giúp hệ tim mạch khỏe hơn, tốt cho hệ tiêu hóa, lợi tiểu, giảm trầm cảm. Vì thế, từ lâu, trái bình bát đã được các chị em phụ nữ dùng để làm đẹp, dưỡng da, làm mờ vết sẹo. Chất tannin có nhiều trong bình bát sẽ làm se kích lỗ chân lông, giúp da láng mịn, hạn chế mụn nhọt. Lưu ý, không nên ăn trái bình bát sống, bởi khi còn sống, nó chứa rất nhiều độc tố. Công dụng thứ ba, trái bình bát trị bú cổ. Theo y học dân gian, thì trái bình bát non sau khi hơ nóng và đắp lên vùng bú sẽ giúp điều trị được và giảm khối u ở cổ. Tuy nhiên, điều này chưa được các nhà khoa học công nhận, họ chỉ biết rằng chưa có phát hiện nào cho thấy trong loại trái này có chứa chất ung thư hay bú cổ. Nhưng điều đáng nói ở đây là đã có nhiều người áp dụng cách điều trị dân gian này và họ chưa biết rằng mình đã hoàn toàn chữa khỏi nhờ trái bình bát. Cách dùng là trái bình bát xanh nướng chín và đắp lên vùng có khối u để đẩy độc tố ra ngoài. Một ngày sẽ làm 2-3 lần, mỗi lần là 30 phút. Công dụng thứ tư, giảm đau nhức. Bình bát thường được sử dụng để giảm các triệu chứng đau nhức cho những người bị thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp. Theo các bài thuốc dân gian có một cách trị liệu cho loại bệnh này một cách độc đáo và hiệu quả. Dùng bình bát còn non, hơ lửa kỹ cho thật nóng rồi chườm vào vùng bị đau. Thực hiện việc chườm này tầm 30 phút mỗi ngày sẽ giảm đau rất tốt. Để tăng thêm tính hiệu quả, bạn có thể kết hợp với các loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng xương khớp như collagen type 2, sụn vi cá mập, glucosamine. Cách chườm nắm bằng bình bát sẽ làm giảm sự co rút của gân cơ dây chằng, đặc biệt tăng sự lưu thông máu tại chỗ, từ đó giúp giảm đau và phục hồi chức năng vận động. Còn các loại thực phẩm chức năng sẽ giúp tái tạo lớp sụn và dịch bôi trơn ở các khớp xương. Công dụng thứ năm, trái bình bát ngăn ngừa và điều trị bệnh gút. Ăn bình bát chín cũng có tác dụng tốt cho xương khớp. Loại trái này có thể làm giảm axit tại các khớp xương, giúp đề phòng bệnh gút. Đây cũng là một trong những cách dùng hữu hiệu cho những người bị bệnh gút. Công dụng thứ sáu, ngăn chặn quá trình lão hóa. Trái bình bát còn chứa nhiều vitamin và dưỡng chất nên giúp chống lão hóa, tăng thị lực, tốt cho hệ tim mạch, hệ tiêu hóa. Bạn có thể bổ sung lượng vitamin trong cơ thể bằng cách sử dụng loại trái cây này. Nói tóm lại, trái bình bát là loại trái cây hoang dại nhưng lại có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe của con người. Ăn nhiều loại trái cây này sẽ giúp bổ sung nhiều vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp giảm đau, điều trị các bệnh về xương khớp, ngăn chặn quá trình lão hóa. Có nhiều cách chế biến nó như làm mứt hoặc dầm đường đá ăn giải nhiệt. Những buổi trưa nắng oi ả, một ly bình bát dầm đường đá mát rượi chính là liều thuốc cứu cánh, vừa thơm ngon vừa kích thích. Nhờ độ chua dịu hòa quyện trong chút ngọt, chút béo của đường sữa mà thức quả tưởng như bình dân lại bắt trọn vị giác, vừa nhắm nhát cái mắt lạnh sảng khoái, vừa tận hưởng sự mộc mạc dân dã của làng quê. Ngày nay, dù cho đã có nhiều thức ngon vật lạ, nhưng cái mộc mạc chân trước của bình bát vẫn luôn tồn tại trong ký ức của tôi. Chẳng cần phải tìm kiếm trên xa xôi, đi dọc theo bờ kênh mà vỗ tay bẻ lấy vài bao hoa ả là đã đủ quà vặt trong buổi chiều xế chiều. Bởi thế mà nếu có dịp về quê nghỉ hè, đừng quên tận hưởng hương vị đặc sắc của thức quả này nhé.
Ngoài ra, các bộ phận khác của cây bình bát cũng có rất nhiều công dụng trị bệnh. Cụ thể là hạt bình bát có thể giã nát, nấu nước gội đầu trị cháy, rận, hoặc hạt có thể đốt thành tro để trị ghẻ. Thân và lá bình bát trị lao phổi, viêm phổi tắc nghẽn, điều trị tiểu đường, chữa tiêu chảy kích lỵ, trị giun sáng. Tuy nhiên, cây bình bát là cây có chứa độc, vì thế khi sử dụng loại cây này chữa bệnh cần lưu ý, không để nhựa cây bắn vào mắt, tránh cho tiếp xúc trực tiếp với da vì nhựa cây có thể gây kích ứng, gây mề đay, mẩn ngứa. Khi chữa bệnh bằng thảo dược tự nhiên nói chung và cây bình bát nói riêng, người bệnh cần phải kiên trì mới thấy được kết quả. Khi sử dụng thân và lá bình bát, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để đạt hiệu quả cao nhất và tránh những rủi ro khi dùng quá liều lượng hoặc điều trị không đúng bệnh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share và đăng ký subscribe kênh để dễ dàng theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!